Xin được kính chào toàn thể anh chị em và các bác đã quay trở lại với kênh Vua Công Suất. Tiếp tục video trong buổi chiều ngày hôm nay, bên cửa hàng lại lên cho các bác một cái mẫu đẩy hai kênh, thương hiệu của nó là Sidun HK650, có nghĩa model công suất sẽ đưa ra một vế là 650W một kênh các bác nhé. 600 với cái mẫu máy này thì bên cửa hàng ngày hôm nay lẻ lô còn một chiếc thì sẽ thanh lý cho các bác giá cực kỳ tốt. Bình thường ra mẫu này em đang bán với mức giá là hơn 3 triệu đồng và đang bán thanh lý là mức giá là 2.800.000 đồng. Thì ngày hôm nay lên video thì cũng muốn là đưa đến mức giá cực kỳ tốt gửi tới anh chị em các bác nhé. Với cái mẫu 650W chạy mạch class H này, ngày hôm nay thì bên cửa hàng sẽ bán cho các bác mức giá là 2.600.000 đồng các bác nhé. 2.600.000 đồng, công suất 650W một kênh. Thì đối với mức công suất này thì các bác có thể đánh một đôi full 30 và một đôi full 25 các bác nhé. Sau đây thì em sẽ đi chi tiết về mạch ruột của sản phẩm cũng như là test thử chất âm để anh chị em và các bác quan tâm có thể tham khảo nhé. Về bên ngoài của mẫu đề này là dạng mặt được sơn dạng màu bạc các bác nhé. Mã của nó là HK650, công suất là 650W một vế, công tắc nguồn, hai núm tinh chỉnh âm lượng ở đây. Và bên sau thì nó sẽ có chế độ là chập kênh và chế độ stereo. Chập kênh này các bác có thể là đánh súp được cái mẫu đẩy này nhé. Bên trong khối nguồn của nó là dạng nguồn 18 sen, 4 quả tụ, tụ dạng tụ 22.000 mi các bác nhé. Tụ dạng lớn 22.000 mi, 63V 22.000 mi. Hệ mạch của nó là hệ mạch class H, hệ mạch class H các bác nhé. Đấy, nó bù áp rất nhiều bù áp đây các bác này, riêng cái hệ mạch này rồi nó hát cải tiến. Đấy, bên mạch làm thanh tản nhiệt được mạ đồng, đồng đỏ rất là đẹp. Đây là về phía đằng sau của bộ đẩy này thì các bác cũng có thể là nguồn vào đây, nguồn nhạc vào đây bằng jack Canon, jack đực Canon, jack cái Canon các bác nhé. Các bác có thể link ra đằng sau đây, ở đằng dưới đây có được cổng link này. Rồi, ok các bác. Đối với cái mẫu đẩy này thì tiếng quạt chạy khi mà khởi động thì sẽ là rất là ồn, nhưng mà chạy một lúc thì nó chỉ cần chạy khoảng 3-5 giây sau là nó lại êm lại các bác nhé. Đó, ok các bác, em sẽ test thử chất âm nhé. Dài qua bi cài vào lá mây, bông nhiều đang xuống dần mà nao. Nhớ lúc tan trường anh cùng em bóng bướm, bướm bay du dương mà nước mắt rưng rưng. Anh đơn sản phẩm thì em đang test với một đôi loa full 30 và một đôi full 25 các bác nhé. Sản phẩm thì các bác có thể đánh một full 30 và một full 25 với mức giá là 2.600.000 đồng cho mẫu đẩy HK650 công suất 650W một vế này. Thì các bác nhanh tay liên hệ đến cửa hàng để chốt sản phẩm nhé. Nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng và thử hàng thoải mái giúp em nhé. Sản phẩm thì sẽ bán thanh lý với mức giá là 2.600.000 đồng và các bác sẽ bao test cho các bác một tuần nhé, không ưng không hay, không như lời em quảng cáo thì hoàn toàn có thể trả lại em nhé, em sẽ gửi lại tiền cho các bác. Vâng, em xin được cảm ơn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video kế tiếp.